lên đồ đi ăn sạp Hà Nội và đi săn đồ second hand ở kinh đô thời trang hay to nhất miền Bắc cùng tôi đã các bác ơi. Từ Hải Phòng lên Hà Nội thì có thể đi được nhiều phương tiện như ô tô, xe máy, nhưng mà mình chưa đi tàu hỏa bao giờ nên chọn đi tàu hỏa. Mà vé hôm mình đi rẻ cực có 79.000 một người thôi. Cái cách thức đặt vé thì các bạn có thể mua trực tiếp ở ga hoặc là đặt trên web, nhưng nếu mua vé ở trên ga Hà Nội thì họ chỉ bán trước giờ tàu chạy 1 tiếng thôi nhá. Sau hơn 2 tiếng ngồi trên tàu thì cũng đến nơi rồi, đây mà đói quá nên phải đi ăn bún bọc thủy. Một bát đầy đủ full topping như này thì sẽ có giá là 50 cành, hơi mắc một chút xíu so với Hải Phòng nhưng mà tôi thấy đáng đồng tiền bát gạo lắm. Topping thì ngập miệng, nước dùng thì thanh thanh vừa phải, ăn ok phết. Đến chiều thì tôi bắt được chị mỏ khoét Hà Nội đi săn đồ second hand cùng tôi. Chị ấy bảo là ở đây lâu lắm rồi nhưng mà cũng chưa đi săn đồ second hand bao giờ nên ok hai chị em đi luôn. Địa điểm mình đến hôm nay đó chính là chợ Đông Táp, một kinh đô thời trang hay to nhất cái miền Bắc. Và các bạn nhìn quán này có quen không? Đây chính là quán Cô Hồng hot rầm rộ trên TikTok mấy ngày hôm nay đấy. Cơ mà hôm nay là cuối tuần đấy sao mọi người đi đông dã man, mình chui vào một lúc chọn được có vài món là phải chạy ra liền không ngộp thở mất. Tuy là nhặt chưa đã tay lắm nhưng mà thôi hẹn lần sau lên phục thù. Còn bây giờ thì đi ăn bánh takoyaki nào. Quán mà mình ăn hôm nay thì nằm ở đối diện cổng trường kinh tế quốc dân, hơi chếch về bên tay phải một chút. Ở đây kiểu takoyaki họ biến tấu theo khẩu vị của người Việt Nam ấy nên ăn rất là hợp vị mà cũng rẻ nữa. Rồi đến tối mình lại có hẹn với một người bạn khác. Hello Tiêu đi chill nhá. Tối nay thì bà chủ của mười mấy căn homestay ở Tam Đảo dẫn mình đi ăn cháo sườn sụn Huyền Anh. Vào quán ngồi đợi vài phút thì cháo cũng ra rồi đây. Một bát đầy đủ có cả quẩy này thì sẽ là 40 cành. Ăn thì vị cũng ok nhưng mà không biết là dạo này khẩu vị mình thay đổi sao mình thấy nó hơi mặn. Sau đấy thì bọn mình chuyển ra Hồ Trúc Bạch ăn bò bía siêu to khổng lồ. Ủa alo, đi từ Hải Phòng lên đây hơn 100 km mà bạn tôi dẫn tôi đi ăn bò bía các bác ạ. Nhưng mà thôi hôm sau bò bía ở đây to và uy tín hơn Hải Phòng nên tôi tha thứ nhá. Xong rồi thì bọn tôi lượn lờ vài vòng Hồ Tây để ngắm nốt thành phố về đêm rồi về ngủ để chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai đây. Bye bye. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá.